Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn bộ mã khóa kiểm soát ra vào cửa. Sản phẩm đi kèm bao gồm có dây và sách hướng dẫn. Đây là sơ đồ đấu dây của nó. Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong cái bộ mã khóa này nó như thế nào. Nó có một cái nút reset. Phía dưới là có một dãy hàng dâm đực kèm với sơ đồ chân pin của nó luôn. Đây là nút reset. Tại mình dùng ít dây hơn nên mình sẽ không sử dụng cái dây đi kèm của nó, mình sẽ dùng cái dây của mình. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu nối dây. Ở đây mình sẽ sử dụng khóa chốt điện từ 12V thay cho cửa. Quá trình đấu nối dây đã xong, bây giờ mình sẽ cấp thử nguồn cho nó nha. Đây là thẻ RFID 13.56. Mình sẽ thử. Nó không nhận. Tại vì mình chưa có thêm nó vào bộ nhớ. Nhưng trước tiên mình sẽ phải tạo một cái thẻ quản trị. Bây giờ ta tiến hành tháo nguồn 12V ra, nhấn giữ nút reset và đồng thời cấp nguồn lại. Khi đèn nháy xanh đỏ liên tục thì báo hiệu đã vào chế độ cài đặt thẻ quản trị. Bây giờ mình sẽ đưa thẻ quản trị vào để mạch nhận biết. Mình sẽ dùng thẻ có mã 46 đuôi này để làm thẻ quản trị. Đây là một thẻ mới khác hoàn toàn. Mình sẽ dùng thẻ quản trị để thêm thẻ này vào thành thẻ thành viên nha. Còn có rất nhiều lệnh khác nhau và có nhiều chế độ. Mình sẽ để tài liệu ở bên dưới link mô tả nha. Ok, hồi nãy là mình đã thêm vào thành công rồi. Bây giờ mình sẽ dùng chính thẻ quản trị này, mình xóa cái thẻ thành viên mình vừa mới thêm vào. Đấy. Bây giờ mình thử lại cái thẻ lúc nãy thì khóa điện từ sẽ không mở được nữa. Có một cách khác để thêm thẻ thành viên mà không cần dùng thẻ quản trị. Mình sẽ dùng mật khẩu quản lý mặc định. Sao 1, 2, 3, 4, 5. Sao. Nhấn phím 1 khi đèn nhấp nháy xanh liên tục. Mình sẽ đưa cái thẻ cần thêm vào vòng quét. Sau đó mình sẽ nhấn thăng và nhấn giữ thăng để kết thúc. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem thẻ này có mở cửa được không nhé. Đây, ok. Như vậy là mình đã thêm thẻ thành công. Cũng tương tự như vậy, mình cũng có thể xóa cái thẻ này đi mà không cần dùng thẻ quản trị bằng cách sử dụng mật khẩu quản lý mặc định. Đó, bây giờ mình thử lại thì thẻ nó không còn mở cửa được nữa. Còn đây là một thẻ trắng RFID cũng 13.56 MHz.
mình cũng sẽ thử thêm nó thành thẻ thành viên nha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thẻ quản trị. Ok, thẻ trắng mình mới thêm vào cũng đã mở cửa được. Như vậy là mình đã thành công rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều chế độ truy cập khác nhau. Mình sẽ để tài liệu ở bên dưới link mô tả. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt các bạn.